Khoai sọ là cây trồng truyền thống của người dân xã Yên Quang huyện Nho Quan. Trước đây do canh tác lạc hậu nên giá trị và sản lượng đạt thấp. Nhưng vài năm trở lại đây, nhờ quan tâm phát triển thành vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, nên loại cây này đã mang lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Sáu sào dụng này được gia đình bà Kiểm đưa vào trồng chuyên canh giống khoai sọ bản địa và khoai sọ lai. Nhờ chăm sóc đảm bảo kỹ thuật nên cây sinh trưởng và phát triển khá đồng đều. Được biết vụ khoai sọ trước được mùa, được giá nên một sào gia đình bà cũng thu lãi gần chục triệu đồng. Trồng thì từ tháng 8 đến tháng 4, tháng 5 mới được dỡ. Chất lượng thì khoai này, khoai ta này chất lượng hơn, ăn ngon hơn. Chăm theo truyền thống, bỏ phần bón lót xong là bỏ phần chuồng, xong là vun thì bón thúc với đạm với kali Vẫn duy trì đấy, tôi không có bỏ khoai ta đâu. Yên Quang là xã có khí hậu thổ nhưỡng phù hợp trồng giống cây khoai sọ, nhất là ở Vũ Đông. Do vậy diện tích trồng tăng theo từng năm từ 80 đến 150 ha và dần trở thành cây trồng chính của địa phương với năng suất bình quân đạt 3,5 tạ trên 1 ha, hiệu quả gấp từ 2 đến 3 lần so với cây ngô, cây lúa. Để nâng cao chất lượng và năng suất, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, trong đó yêu cầu các thôn xóm căn cứ vào kế hoạch sản xuất vụ đông xuân để xây dựng phương án cụ thể, đồng thời giao cho các thôn, tổ hợp tác theo dõi, kiểm tra tình hình sâu bệnh, tìm đầu mối để ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho người dân. Về cái bao tiêu sản phẩm cũng đã trao đổi với một số hộ gia đình trồng khoai có nổi đất cùng với lại một số thương lái trên địa bàn thì vào cái tổ hợp tác nói chung để đẩy mạnh cái uh, cây khoai sọ KS4, đẩy mạnh cái giá nó cao lên một chút để đảm bảo được cái chuỗi cung ứng. Thì thôn cũng đã kiến nghị đề xuất với các cơ quan chức năng của cấp huyện và cấp tỉnh thì quan tâm tạo điều kiện cho xã Yên Quang một cái kho lạnh để giữ cái thời điểm nếu như mà nó xuống giá thì mình giữ bảo tồn lại để khi đến nó thuận lợi về mặt giá thì chúng ta có thể xuất kho. Hiện nay xã cũng đang quy hoạch vùng sản xuất khoai sọ tập trung và xây dựng hệ thống canh mương đảm bảo cho tưới tiêu thuận lợi. Tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn nông dân cách trồng, thu hoạch và bảo quản, bảo đảm sản phẩm sạch và an toàn để duy trì thương hiệu khoai sọ là sản phẩm đặc trưng. Kế hoạch của năm 2022 2023 thì trên địa bàn liên Quang thì cây vụ đông thì cũng đang triển khai thực hiện. Đến hiện tại bây giờ thì nhân dân đã trồng được trên 34 hectare cây khoai sọ thì đối với địa phương đây là cây chủ lực về trồng cây vụ đông hợp tác xã uh, triển khai đi liên kết với các đơn vị để bao tiêu sản phẩm đối với loại cây cây sọ thì cây bản địa của yên quang thì hiện đang có cái hướng xây dựng làm ốp cốp Nhờ quan tâm phát triển, cây khoai sọ trở thành sản phẩm hàng hóa đã giúp thu nhập của người dân Yên Quang ngày càng được nâng cao. Giá trị trên hectare đất canh tác của xã đến nay đã đạt trên 100 triệu đồng.